Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại hay đặt dưới gầm giường, nhưng đặt nó trên giá đèn để những ai đi vào đều thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì kín nhiệm mà không bị tỏ ra, và không có gì ẩn giấu mà không bị lộ ra cho người ta biết. Vậy các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào. Vì ai có sẽ được cho thêm, còn ai không có, cả điều mình tưởng có cũng sẽ bị lấy đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Lắng nghe lời Chúa để tâm hồn trong sáng. Kính thưa quý bạn chị em thân mến, trong bài tin mừng Chúa Giêsu có nói rằng các ngươi hãy ý tứ xem các ngươi nghe thế nào. Bởi vì Chúa Giêsu thấy rằng người ta nghe đủ thứ hết cả. Và ngày hôm nay chúng ta cũng nghe đủ thứ. Nhưng mà cái nghe của chúng ta phải nghe biết chọn lọc. Thôi cái gì cũng nghe hết cả. Điều xấu cũng nghe, điều tốt cũng nghe, cái gì cũng cho vào đầu hết. Thì làm sao mình có sự bình an, làm sao mình có sự trong sáng được. Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây đèn được đốt lên, nó để trên giá đèn, nó tỏa sáng. Để gầm giường sao tỏa sáng. Vậy thì trong tâm hồn mỗi người chúng ta cũng vậy. Làm sao mình giữ được sự trong sáng trong tâm hồn của mình, mình có được sự bình an trong tâm hồn của mình, là do bản thân chúng ta nghe cái gì đấy. Chúng ta thử hỏi xem trong một ngày sống chúng ta nghe cái gì. Nghe đủ thứ à? Nhưng mà có nghe lời Chúa không? Một ngày chúng ta có dành 5 phút, 10 phút để mình đọc lời Chúa hay mình nghe lời Chúa? Ít ra bài tin mừng ngày hôm nay có nghe, hay là ngay mở mắt ra là mình nghe xem hôm nay trên mạng có cái gì à. Mình đi gặp người này người kia, mình nói xấu người này, xong mình nghe chuyện xấu người kia, mình đưa hết tất cả chuyện thế gian vào trong đầu mình, chẳng có chỗ nào cho lời Chúa cả. Thì hỏi mình sao mà tâm hồn mình tỏa sáng được. Bởi vì khi mình nghe cái điều không có tốt, rồi mình đi gieo cái điều không tốt, thì làm sao tỏa sáng. Mà chúng ta nhớ rằng những ai sống gian dối á, thì mới cần che đậy thôi. Còn những ai sống sự thật thì không cần che đậy. Và trong bài tin mừng Chúa cũng nói cái điều đó. Tất cả những điều bí ẩn chúng ta tưởng mình che giấu được, không có che giấu được đâu. Một ngày nào đó nó sẽ tỏ lộ ra thôi. Nếu chúng ta làm điều xấu thì một ngày nào đó người ta không biết à. Chỉ trừ khi nào mình không làm. Cho nên mỗi người chúng ta cần ghi nhớ để giữ cho tâm hồn mình được bình an, được trong sáng, thì chúng ta nghe lời Chúa. Mình nghe điều tốt, nghe điều hay. Ai đến với mình mà nói hành nói xấu, thôi thôi dừng được rồi đó. Dừng rồi đó. Không nghe nữa, đi chỗ khác. Hay là tránh đi. Để làm chi vậy? Để những sự xấu ấy nó không đi vào trong đầu của mình, nó phá hoại cái sự bình an và sự trong sáng trong chính tâm hồn mình. Cứ mà chiêm nghiệm xem đúng vậy không? Mình không ghét người kia, mà mình nghe người nọ nói về người kia cho mình nghe, rồi tự nhiên trong đầu mình cũng nảy sinh một cái gì đó, một chút gì đó ác cảm về người đó, một chút gì đó về thành kiến, một chút gì đó suy nghĩ không hay về người đó, hay gieo trong lòng mình một chút nghi ngờ gì về ai đó. Rõ ràng mình đang bình an, tự nhiên nghe chuyện thiên hạ là mình mất bình an. Và khi mình mất bình an như vậy thì đôi khi trong cái cách cư xử của mình với người ta, mình thiếu sự tin tưởng, rồi mình đưa đến cái sự sao, sự chia rẽ. Bởi mình mới nghi ngờ, mình nghi ngờ cả lòng tốt của người ta luôn. Cho nên theo con thấy đó, để cho mình có được sự bình an và đời sống mình tỏa sáng, thì chúng ta cố gắng một điều thôi: lắng nghe lời Chúa mỗi ngày, suy nghĩ về lời Chúa, cầu nguyện với lời Chúa. Đó là điều cần nghe. Còn những chuyện thế gian thì thôi, mình phớt lờ đi. Những gì cần nghe thì nghe, những gì không cần nghe thì mình để ra ngoài. Nhất là những chuyện xấu của người này người kia mà chưa chắc là đúng. Khi chúng ta nghe những ai nói xấu về người này kia, thôi, theo con thấy tốt nhất là dừng cuộc nói chuyện đó lại với người ta, để cho tư tưởng của mình, tâm hồn của mình, cuộc đời của mình không bị tiêm nhiễm bởi những ý nghĩ tiêu cực, thiếu đức ái về người khác. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn biết sử dụng đôi tai của mình để nghe
những điều hay, lẽ phải, và nhất là lắng nghe lời Chúa, để chính lời Chúa hoạt động trong chính cuộc đời chúng ta, biến đổi chúng ta từng ngày, giúp chúng ta sửa mình mỗi ngày, để chúng ta đẹp lên từng ngày trong mắt Chúa, và đem lại niềm vui, bình an cho chính mình và bất cứ ai mà chúng ta gặp gỡ trong ngày sống của mình. Amen.